Xin chào cả nhà, đây là chân dung của chiếc nồi chiên không dầu hơi nước thế hệ mới Kalai Steam X. Chiếc nồi này thì rất là hay bởi vì nó tích hợp hai tính năng hoàn toàn độc lập, đó là chiên không dầu và hấp. Chúng ta hoàn toàn có thể tự do chế biến các món chiên, xào, rán hoặc làm bánh bên chức năng của nồi chiên không dầu. Bên cạnh đó thì chúng ta hoàn toàn thực hiện được các món hấp, các cái món healthy vì sức khỏe thông qua tính năng hấp của chiếc nồi này bằng hơi nước. Tương tự như vậy thì ở trên màn hình của chúng ta sẽ hiển thị hai bên. Bên tay trái là các chức năng của nồi chiên không dầu và bên tay phải là các chức năng của một chiếc nồi hấp. Ở đây thì nồi chiên không dầu thì chúng ta có thể thấy nó gồm có 9 chức năng chuyên sâu như là chiên khoai tây này, chiên bắp này, chiên cánh gà, bò bít tết, bánh này, pizza này, rồi hoa quả này, bánh này, cá này, tôm này. Đó là các tính năng như một chiếc nồi chiên không dầu bình thường. Bên cạnh đó thì chiếc nồi này rất là hay bởi vì nó có tích hợp thêm tính năng là hấp bằng hơi nước. Ở đây thì nhiệt độ của chúng ta sẽ chỉ là 100 độ C, bánh hấp. Và chiếc nồi này thì hấp theo cơ chế nào? Rất là hay. Dưới này là có một khay nước. Và khi khay nước này, chúng ta đổ đầy nước vào đây, chúng ta thực hiện chức năng hấp máy. Ngoài ra thì khi mà chúng ta thực hiện các cái chức năng nướng thì không tránh khỏi việc bắn các cái phần mỡ lên các cái thành của chiếc nồi này. Thì sau khi thực hiện xong chức năng nướng thì chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện ngay chức năng hấp để giúp cho các cái phần mỡ bám có thể trôi ra và giúp chúng ta vệ sinh lò một cách dễ dàng nhất có thể. Chiếc nồi này là một chiếc nồi mà giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều diện tích. Chúng ta hoàn toàn có thể bỏ đi hoặc là cất đi chiếc nồi chiên không dầu và cất đi cái sừng hấp để có thể thu gọn lại trong chính chiếc nồi Steam X của thương hiệu Kalai. Rất là hay đúng không ạ?